bà con và quý khán giả, sản xuất và bán nông sản thuận lợi là điều mà nông dân nào cũng mong muốn. Thế nhưng một khi nông sản được thu mua trong dân một cách bất thường, không biết mua để bán đi đâu thì là việc mất kiểm soát đầu ra. Đây cũng chính là vấn đề mà nhiều địa phương đang gặp phải. Hôm nay chương trình có thông tin về kết luận của ngành chức năng Cà Mau về việc thu mua cá liềm kìm gai mà báo chí đã đưa tin trong mấy ngày vừa qua. Một số đặc sản các vùng miền sẽ được chúng tôi cập nhật mỗi ngày trong 365 ngày chuyển động được chia sẻ sau đây. Mong bà con và quý khán giả cùng điểm nhanh thông tin ngày hôm nay. Đặc sản rồng đất vào mùa, nhìn kinh dị nhưng đắt như tôm tươi. Mắm cá chốt trứ danh miền Tây vào mùa nhộn nhịp. Hai giống cà phê đạt chuẩn thích ứng với khô hạn được công nhận tại tỉnh Lâm Đồng. Giá trị của dứa Cayenne nâng cao nhờ được sấy khô, sản phẩm nông nghiệp mới của Đơn Dương, Lâm Đồng. Kính thưa bà con và quý khán giả, mấy ngày hôm nay, nhiều thông tin cho rằng loại cá đang được lùng mua là cá liềm kìm gai. Tuy nhiên cũng có thông tin cho rằng đây là cá ngựa xương. Theo báo cáo của ngành chức năng, cá ngựa xương là loài phân bố chủ yếu ở các nước Đông Nam Á như là Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. Do thức ăn của cá chủ yếu là các loại giáp xác phiêu sinh vật nhỏ. Theo người dân địa phương thì thấy loài cá này giống với cá liềm kìm mà hình thù thì có gai nên gọi là cá liềm kìm gai. Hiện nay 7 cơ sở ở Cà Mau thu mua cá ngựa xương hay là cá liềm kìm gai từ 1,1 triệu cho đến 1,2 triệu một ký đối với cá tươi. Đối với cá ngựa xương mà phơi khô thì từ 2,5 triệu cho đến 3,6 triệu đồng một ký. Bỗng nhiên một loại cá không ai nhớ đến lại được săn tìm và có giá cao ngất ngưỡng như vậy thì bà con mình ai mà không ham. Vì vậy mới có trường hợp một số người đã đổ xô nhau đi bắt cá về bán. Tuy nhiên theo ngành chức năng cảnh báo, đây cũng là điều mà bà con mình phải cảnh giác. Cơ quan chức năng khuyến cáo trong quá trình khai thác cá ngựa xương, người dân tuyệt đối không được sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc và các hình thức khai thác mang tính sát hại nguồn lợi. Người dân không nên gây nuôi cá ngựa xương trong ao, đìa, vuông nuôi tôm. Đồng thời người dân cần phải đề phòng và cảnh giác với người lạ đến tận hộ gia đình tiếp thị bán con giống để nuôi cá ngựa xương thương phẩm và tuyệt đối không được mua con giống không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tỉnh táo, thận trọng và tìm hiểu kỹ càng cơ sở đầu mối thu mua cá ngựa xương, đặc biệt là các thương lái người nước ngoài để tránh thiệt hại về sau này khi đẩy giá lên quá cao nhưng thương lái không thu mua lại sản phẩm hoặc là bị lừa mất tài sản. Thưa bà con và quý khán giả, là một món đặc sản nổi tiếng của tỉnh Hải Dương, nhưng mà với một số người Việt hoặc là khách Tây, khi nhìn thấy những con rươi mềm nhũng ngoe ngoẩy như thế này có thể cảm thấy kinh sợ khóc thét như là bà con đang nhìn thấy trên màn hình đó. Tôi nghĩ là xem hình ảnh này cũng đã có nhiều người chưa quen đã cảm thấy sợ rồi đúng không ạ? Nhưng mà thưa bà con, để mà thưởng thức được món đặc sản này, người dân Hà Thành phải trả từ 500.000 đồng cho tới 1 triệu đồng một ký đó Ngọc Mai. Dân quả là một cái giá không hề rẻ chút nào. Và rươi được coi là thứ lộc trời cho, thuộc họ dung nhiều tơ hay còn được gọi là trồng đất. Rươi được tìm thấy ở nhiều tầng nước, tìm kiếm thức ăn trong các đám trong và cỏ biển hay là núp mình trong cát hoặc là bùn. Thoạt nhìn thì chúng ta có thể cảm thấy đáng sợ. Thế nhưng rươi lại là món ăn đặc sản nổi tiếng là thơm ngon, đặc biệt chúng còn có giá trị dinh dưỡng cao, phòng ngừa được nhiều loại bệnh. Vì thế đây được cho là một loại thực phẩm quý hiếm. Và bây giờ cũng đang là mùa của rươi trồng đất đó thưa bà con. Thời điểm này hiện là chính vụ của rươi, người dân Hà Thành đổ xô tìm mua nhưng không phải lúc nào cũng có hàng. Có người mua tích trữ để tủ lạnh ăn đến Tết. Rươi có thể chế biến thành nhiều món ngon đơn giản như chả rươi, rươi kho, nem rươi, rươi xào củ niễn, canh rươi, vân vân. Khi chế biến rươi chỉ cần rửa bằng nước nóng, quẩy đều, rửa đi rửa lại vài lần cho sạch, hết bùn đất rồi để cho ráo là có thể sử dụng. Theo người bán ở Hà Nội, mỗi năm sẽ có hai vụ rươi, vụ mùa và vụ chim. Tháng 9 tháng 10 âm lịch là vụ mùa rươi lớn nhất trong năm, còn vụ chim chỉ kéo dài từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5 âm lịch. Rươi chỉ nổi ở những cánh đồng vùng nước lợ vào những tháng nhất định trong năm. Do thời gian xuất hiện ngắn lại hiếm nên rươi có giá bán khá đắt trên thị trường. Năm nay rươi được mùa hơn năm ngoái, bình thường là 550.000 đồng một ký, còn loại ngon thì hơn 800.000 đồng một ký. Đặc sản của Tây Bắc Hà Thành là rươi, còn đến với miền Tây thì phải ăn lẩu mắm lóc, mắm sặc, mắm cá chốt trứ danh và cũng là điều mà du khách thích thú. Anh Tuấn Anh này, anh có thích ăn mắm hay không? Bản thân của Ngọc Mai thì rất là thích ăn lẩu mắm đó. Mắm là một loại thức ăn quen thuộc với bà con miền Tây. Lẩu mắm hay là mắm chưng, nếu mà ai đã quen với cái vị của nó thì sẽ nhớ mãi và ghiền luôn đó nha Ngọc Mai. Kính thưa bà con và quý khán giả, thương hiệu mắm cá chốt đã bắt đầu vào thời điểm tháng 9, tháng 10 âm lịch. Lúc mà cá về sông cũng là lúc các cơ sở làm mắm ở phường An Lạc, thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp bắt đầu mùa mắm cá chốt. Thời điểm này thì bà con làng nghề làm mắm hoạt động rất là nhộn nhịp. Ghi nhận của cộng tác viên gửi về cho chương trình. Những con cá chốt bằng ngón tay được cắt đầu, cắt ngạnh, rửa sạch và cho vào thùng nhựa ướp muối. Sau đó lại được rửa sạch lần hai rồi cho thính và thêm đường cát vào để tiếp tục ủ. Thành phẩm sau 3 tháng là những con mắm cá chốt với mùi vị đậm đà mang thương hiệu mắm cá chốt Hồng Ngự. Để chuẩn bị cung ứng ra thị trường sản phẩm mắm cá chốt truyền thống, mỗi ngày cơ sở sản xuất khô mắm Hai Thúy ở phường An Lạc, thị xã Hồng Ngự thu mua khoảng 1 tấn cá chốt với giá 5.000 đến 6.000 đồng một ký. Những ngày này cơ sở phải tăng nhịp độ sản xuất để kịp giao hàng trong dịp Tết Nguyên Đán. Mỗi ký mắm cá chốt thành phẩm có giá khoảng 60.000 đồng. Làng nghề làm mắm cá chốt ở thị xã Hồng Ngự hiện có trên 30 hộ hoạt động. Bên cạnh những sản phẩm đặc trưng như mắm cá chốt, cá linh, cá lóc thì các sản phẩm mắm Thái, khô nơi đây cũng được người tiêu dùng gần xa ưa chuộng. Trước áp lực của việc thiếu nước tưới vào mùa khô và nhân công khan hiếm khi mà thu hoạch cà phê thì nhà vườn ở Tây Nguyên rất mong muốn có những giống mới để thích nghi. Điều này đã được Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên thực hiện chọn tạo thành công 2 giống cà phê vối TR14 và TR15 đã giải được bài toán này. Từ năm 2006, Viện đã tiến hành chọn tạo các giống cà phê chín muộn, lệch thời vụ so với các giống cà phê đang trồng tại Tây Nguyên. Sau một thời gian chọn tạo, Viện đã tiến hành trồng thử nghiệm nhiều giống tại tỉnh Gia Lai, Lâm Đồng và Đắk Lắk. Kết quả đã chọn lựa được 2 giống chín muộn là TR14 và TR15 có tiềm năng năng suất cao, lợi thế thu hoạch muộn, thích ứng với loại hình canh tác trang trại, công ty để bổ sung vào cơ cấu giống rải vụ, giảm áp lực công lao động và hệ thống sân phơi, tăng chất lượng sản phẩm sau thu hoạch. Do là các giống cà phê chín muộn cho nên dùng ở những nơi có điều kiện an ninh, bảo vệ tốt vì sợ mất trộm, thích hợp nhất là trồng quy mô trang trại, các công ty, lâm trường. Được xem như là Đà Lạt của Kon Tum nằm ở độ cao hơn 1.000 m so với mực nước biển trong vành đai khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa. Quanh năm mát mẻ, nhiệt độ trung bình là tầm từ 18 cho đến 20 độ C. Khí hậu này khá là mát mẻ để cho chúng ta thư giãn và trải nghiệm mọi thứ của thiên nhiên, phải không Tuấn Anh? Nhưng ở miền Tây hay là một số vùng khác, khí hậu nóng ẩm là chính cho nên khách du lịch thích đến các tỉnh Tây Nguyên là như vậy. Và Măng Đen có rất là nhiều hồ nước rộng mênh mông nằm dưới các tán thông. Những con suối nhỏ càng khiến cho du khách khi đặt chân đến thì phải mơ tưởng đến xứ sở Đà Lạt thơ mộng. Đặc biệt là những tán sim rừng quang dại nhưng mà rất là đẹp mắt. Mời bà con và quý khán giả xem một vài hình ảnh đồi sim ngay sau đây. Mỗi năm, cứ vào độ tháng 8 đến tháng 12 là những quả sim bắt đầu ngả màu tím biếc trên các triền đồi. Mùa này du khách đi du lịch tại Măng Đen quả là rất lý tưởng. Đến đây khi du khách đi qua những bạt ngàn rừng già nguyên sinh, len lỏi trên những cung đường uốn lượn như dải lụa mềm giữa núi rừng kỳ vĩ sẽ được chào đón với những làn sương mờ và hàng thông xanh ngút ngàn. Đến Măng Đen, du khách sẽ đến các đồi sim và mặc sức thả hồn ngắm hoa hái trái. Dưới những tán rừng mênh mông là bạt ngàn sim. Đây là loại cây có thân tím, lá tím, hoa tím. Ngàn năm qua, rừng sim Măng Đen cứ nở hoa tím biếc khắp núi đồi, thung lũng suốt mùa hè. Rồi chín sẫm dần tới khi rụng, nhuộm tím cả nền rừng suốt mùa thu, tạo nên nét thu hút độc đáo cho du lịch tại Măng Đen, Kon Tum. Dứa Cayenne hay miền Tây gọi là khóm, khi nhắc đến đặc sản này thì phải nhắc đến Đ'Ran của huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, một vùng sản xuất dứa Cayenne nổi tiếng của cả nước và đã được cấp chứng nhận thương hiệu. Với tổng diện tích dứa Cayenne đến thời điểm hiện tại là hơn 100 hectare, trong đó có đến 80% đang cho thu hoạch. Thì dứa Cayenne vừa là một cây chuyên canh, cũng vừa là cây sen canh với một số loại cây khác như là cây hồng hay là cây cà phê. Nếu như trước đây những quả dứa này chỉ có thể bán ở dạng là trái cây tươi, ăn ngay, thì hiện nay khi mà đến với nông dân của Đ'Ran, ngoài dứa tươi thì quý khán giả cũng như là bà con còn có thể mua những lát dứa sấy khô như thế này đây. Giờ đây là một bước nâng tầm giá trị của sản phẩm, mang về kinh tế cho nông dân Đơn Dương hiện tại và cả tương lai. Và hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu miếng dứa sấy này, thưa quý khán giả. Đây là sản phẩm dứa sấy của công ty Đ'Ran Rosa, một công ty khởi nghiệp hoàn toàn của các bạn trẻ thế hệ 9X. Nguyễn Hồng Toản, người phụ trách công ty, vốn sinh ra và lớn lên ở vùng đất của dứa Cayenne. Gia đình lại buôn bán trái cây lâu đời. Chính vì thế mà khi quyết định khởi nghiệp, chàng trai này đã nghĩ ngay đến trái dứa Cayenne. Bởi theo anh, hiện nay chưa có đơn vị nào ở tỉnh Lâm Đồng sấy khô dứa. Trong khi đó dứa Cayenne rất ngon và được thị trường ưa chuộng, nhưng chỉ bán tươi thì quá lãng phí. Mong muốn đưa trái dứa Cayenne đi xa hơn và Dran Rosa đã ra đời từ đây. Hồi xưa giờ ông bà cha mình là chỉ là những cái thủ công là như là buôn bán bình thường. Giờ em muốn là mọi người biết đến, ví dụ như là mình xuất khẩu hay là mình sấy dẻo, như là mình kết hợp những công nghệ của Hàn Quốc á, để mình xuất khẩu đi những cái nơi khác để mình cạnh tranh, mình nâng cao giá trị lên. Hồng thì chỉ có thể làm theo mùa, còn dứa thì có quanh năm. Nếu như trước đây những quả dứa này chỉ có thể bán ra chợ, thì từ khi công ty của các bạn trẻ thành lập với công suất sấy khô 250 kg một ngày, bà con nông dân nơi đây đã có thêm một kênh để tiêu thụ sản phẩm của mình. Trồng này hơn 20 năm rồi. Hiệu quả nói chung thì năm thì nói chung là mình chi phí mà cũng kiếm được khoảng chừng cỡ 3-4 đến 40%. Nếu mà bây giờ được cái sấy như vậy nữa thì có giá thì ổn định cho người dân hơn. Tự giờ nói chung mình làm chi phí nó rất là nhiều, phân nó cũng rất là nhiều á. Mới khởi nghiệp nhưng Toản và các cộng sự luôn tâm niệm phải mang những sản phẩm tốt nhất đến tay người tiêu dùng, từ đó có thể giới thiệu được nông sản địa phương. Thế nên anh đã đích thân trồng hơn 3 hecta dứa theo hướng hữu cơ. Theo anh, đây sẽ là mô hình mẫu để hướng dẫn cho bà con xung quanh vùng, để Đ'Ran sẽ có nguồn nguyên liệu dứa không những ngon mà còn đáp ứng được tiêu chuẩn an toàn, vệ sinh theo đúng yêu cầu của người tiêu dùng. Và từ vườn, những lát dứa Cayenne sấy dẻo đã ra đời, mang đầy đủ vị chua, ngọt, thơm nồng như vốn dĩ của nó. Em cũng đang hướng theo cái hữu cơ, bởi vì em làm cũng để là thứ nhất là nâng cao giá trị, và thứ hai là cũng là về cái mặt an toàn thực phẩm cho mọi người dân, đáp ứng nhu cầu của họ. Hiện tại sản phẩm dứa sấy của Dran Rosa sản xuất ra hầu như không đủ cung ứng cho thị trường, vì theo đánh giá đây là sản phẩm giữ gần như được trọn vẹn hương vị tươi ngon của quả dứa khi sấy khô, không bị tẩm ướp quá nhiều đường như các sản phẩm cùng loại trên thị trường. Đây cũng là sản phẩm nhận được sự ủng hộ của chính quyền địa phương. Theo định hướng chung của huyện, thì trên địa bàn thị trấn chúng tôi cũng đang tập trung chỉ đạo trong cái phát triển về kinh tế hợp tác, và đặc biệt là thực hiện về phát triển cái kinh tế tư nhân, trong đó là có doanh nghiệp, để tạo một cái năng lực cạnh tranh, thực hiện cái việc thu mua và chế biến theo cái hình thức là bảo quản sau thu hoạch, để đảm bảo về cái mặt vệ sinh an toàn thực phẩm nói chung, cũng như là đảm bảo được về mặt nhãn mác sản phẩm hàng hóa và mang một cái tính thương hiệu để cạnh tranh ở ngoài thị trường. Chế biến, bảo quản sau thu hoạch là vấn đề trăn trở của nhiều loại nông sản, bởi nếu chỉ dừng ở mức tiêu thụ sản phẩm thô, tươi thì sản lượng sẽ bị hạn chế. Do đó, sản phẩm dứa Cayenne sấy dẻo đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng, cần đầu tư nhiều hơn nữa. Những vườn dứa Cayenne này lại có thêm một kênh tiêu thụ nữa từ khi các bạn trẻ ở Đ'Ran Đơn Dương mở ra công nghệ sấy dẻo, và những gói dứa sấy dẻo hay được còn gọi là thơm sấy dẻo như thế này lại theo chân người tiêu dùng đi khắp mọi miền Tổ quốc. Thương hiệu dứa Cayenne lại được biết đến với một sản phẩm mới và cũng mở ra một kênh tiêu thụ mới, giúp người nông dân yên tâm sản xuất hơn. Đến đây, bản tin 365 ngày chuyển động xin được nói lời chào tạm biệt cùng quý khán giả và bà con nông dân. Hẹn gặp lại bà con và quý khán giả trong bản tin ngày mai. Nếu có ý kiến đóng góp hoặc là muốn giao lưu, tìm hiểu cây con giống mới, hãy liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ đang hiện trên màn hình 365 ngày chuyển động ltv@gmail.com, số điện thoại 02633 829930. Kính chào và hẹn gặp lại vào chương trình kỳ sau.